Big Keep mới lên để danh đá năm ông ơi. Tất cả những anh em không có party thì xin vào đội gần nhất để vào đội nhá. Đâu Nicky đâu, Nick Sena đâu? Đồ thì có công hiến đập không có thôi chứ không có mua bằng vàng. Đội của Hồ với đội của mình sẽ là ưu tiên lực chiến, còn lại anh em vào PT tự do. Còn một slot cho anh em ngủ độc Dambot nè. Cho Nick Sena vào đi Hồ ơi. Hôm nay Anu sẽ cầm đội 14 thay Tuấn Bo nhá. Anh chưa thấy nó online, thôi em cầm đi. Rồi ok, em thay Tuấn Bo. Team mình có gái nha, anh em thể hiện cẩn thận nhé. Để em đi ngủ được hai thằng thế này. Một trăm phần trăm anh em ưu tiên PC nào. Anh em nào cái ban lực chiến châu châu vào BT của họ nha. Ưu tiên NPC cho anh em. Từ từ mấy ông ấy đang vô. Ơ mà anh Thần Long có vô VT không vậy anh ơi? Và có bên trong có lì xe đây. Chuyên dụng VT vô. Anh em dừng mọi hoạt động, tập trung chuẩn bị tân tiểu hoàng nào. Còn tí vàng cuối ngày anh em làm nốt nào. Anh Thần Long ơi, anh đâu rồi, anh có vô không vậy? Lên Chí Tôn anh em nhận lì xì này, lì xì chuẩn bị đi tân tiểu hoàng này. Thôi sẽ bên vô VT của em luôn nha anh ơi. Bảy màn hình rồi, lẹ đi lẹ đi. 59 vàng. Có 10 vàng thì xì lại đi ông ơi. Ách chà, 60. Thằng hai cá thằng bất xảy. 100% anh em ưu tiên NPC nhá. Anh em cố gắng như Tật Lăng lượt trước nhá. Tao bấm nó lát cả cái màn hình đấy. Cô Tý mà anh vô đội, cô Tý ơi. Thôi anh em trả lại vàng nghe, tôi phát lì xì lại nào. Cái gì đâu mà mình phát lì xì mà được có 9 vàng. Đài rồi Tèo ơi. Phát lại đi, xu được có 2 vàng. Từ đâu có đụng nào đâu. Không phát lại đâu. Không phát lại đâu nhá. Anh em chú ý này, Tân Tử Hoàng mở ra đội AB vào lý thứ 3. Đội C và anh em còn lại vào lý thứ 2. Anh em chú ý này, Tân Tử Hoàng mở ra đội AB vào lý thứ 3. Đội C và anh em còn lại vào lý thứ 2. Team của mình là team 3 đội A nha anh em. Mình nhắc lại này, AB lý thứ 3, C và anh em còn lại lý thứ 2. Lý thứ hai còn 3 slot, ai đi thì dù bây giờ nha nè. Cả anh em chuyển sang chế độ ưu tiên là PC hết nha anh em ơi.
Anh em chú ý này. A, B, lý thứ 3. Đội C và anh em còn lại lý thứ 2. 100% anh em ưu tiên NPC nhá. Lý thứ 3 nha anh em. Có vô bà ti không, không anh Sơn ơi? Em vào BT đi, Lan đang cầm đấy. Lý thứ hai ổn nha anh ơi, lý thứ hai ổn nha, có 1-2 thằng nha. Có khoảng 4 bạc ti của Zakura, bang Zakura đang đứng trong khu an toàn. Em chuẩn bị xả skill để lấy ra đầu nào anh em ơi, anh em chuẩn bị xả skill hết nào. Mới on vào con nào anh ơi? Mới on vào lý thứ hai. Lý thứ hai bạn ơi. A, B, lý thứ 3, C và anh em còn lại lý thứ 2. Lý thứ 3 đang rất ổn Sơn nhá. Anh em tập trung đam bot nhá. Lý thứ 2 còn 70% nha anh ơi. Bot rất là nhanh nhanh chớn, cắn thời gian cho đi KS với. Hai con bot này chết lẻ anh ơi. Đội xe sang lý thứ 1. Lý thứ 3 70%. Team của Hổ sang lý thứ 1 em.
50%. Đội C sang Lý Tư 1. Đội B sang Lý Tư 1 luôn. Nhớ nha, mình là đội 3 team A nha. Đội B di chuyển sang Lý Tư 1 nào, anh em di chuyển nhanh nào. Lý Tư 1 70%. Lý Tư 1 chiếm được boss chưa anh em ạ? Chưa chiếm được rồi sao này? Không chiếm được anh ơi, nó đông mình đam lấy phần trăm thôi anh ơi. Lý Tư 1 Yakuza rất đông nha. Chưa, Yakuza cỡ đúng. Bên Lý Tư 1 anh em cái bang ưu tiên người chơi nào? Rồi lấy được Lý Tư 1 rồi. Lý Tư 2 ổn không anh em? Lý Tư 2 còn 10%, anh em báo anh Sơn biết nha anh em ơi. Lý Tư 1 còn 55% anh Sơn ơi. Lý Tư 1 đang 50-50 nha. Lý Tư 1 mình đông hơn bọn Đại Việt nha. Lý Tư 2 thế nào rồi anh em? Máu còn bao nhiêu? Lý Tư 2 còn 6%. Anh em bảo hộ anh Sơn là Lý Tư 2 còn 5% nha. Hai chết, anh em di chuyển vào Bạch Khởi 2. Lý Tư 2 chết, di chuyển Bạch Khởi 2 nào. Sao rồi anh em? Lý Tư 1 40%. 40%. Lý Tư 3 chết, anh em dồn hết sang Lý Tư 1 nhá. Tư 1 mình đông hơn mà. Để ý thời gian còn 2 phút nữa Sơn nhá. Lý tí 1 anh em. Ăn thì ăn cho tròn luôn đi. Ăn chọn Lý Tư 1 luôn để lấy đồ phổ. Ăn cho tròn luôn mà đánh Tân Thị Hoang kia chưa sắp ra đó kìa. Lý Tư 1 tụi nó đứng top 1 40%, mình mới 15% thôi nha anh Sơn ơi. Hải lấy tao độ Tân Thị Hoang cộng 1 nào. Ô hổ ơi. Hổ đừng lấy mic nha, lấy mic là không có đồ phổ đâu đây. Siêu xe phía Lý cho ra bằng lên chưa đây. Hải lấy tao độ Tân Thị Hoang cộng 1, mình sẽ lấy tao độ Tân Thị Hoang cộng 3. Lý Tư 1 anh em.
Tân Thủy Hoàng một chết, anh em toàn bộ anh em đội AB di chuyển về Tân Thủy Hoàng cổng 1. Đang chạy, đang chạy. Lý Tư một chết, anh em AB di chuyển về Tân Thủy Hoàng cổng 1, đội C và anh em còn lại di chuyển về Tân Thủy Hoàng cổng 3. Mình Tân Thủy Hoàng 1 nhá, xong con Lý Tư này. Không kịp đâu, còn 47 giây nữa mà 20% rồi kìa. AB chạy theo tọa độ của Hoàng, C và anh em còn lại chạy theo tọa độ của mình nhá. Mình Tần Thủy Hoàng 1 nhá, xong con Lý Tư này. Anh em chú ý nhá, đừng đi lộn cổng nhá. A, B vào Tần Thủy Hoàng 1, C và anh em còn lại vào Tần Thủy Hoàng 3. Anh em di chuyển để chiếm cổng nào. AB di chuyển khẩn trương về Tần Thủy Hoàng 1 nào, nhanh nhanh nhanh. AB Tần Thủy Hoàng 1, C V và toàn bộ còn lại vào Tần Thủy Hoàng 3. Tần Thủy Hoàng 1 anh em. Anh em vào trong đi. Tần Thủy Hoàng ra rồi đấy, anh em vào đi. Sao trong Tần Thủy Hoàng 3 toàn lãng tử này, tép mình đâu rồi? Trong Tần Thủy Hoàng 3 không có ai đâu anh Sơn ơi. Đội C và anh em còn lại di chuyển hết vào Tần Thủy Hoàng 3 nào. Bên một ổn ông Hoàng ơi. Ổn anh ơi. Bên một ổn anh ơi, nhưng mà vẫn đang đầu thôi. Con 3 là con KS nhá, anh em cố gắng chết lại lên thật nhanh vào. Anh em xem lại 100% anh em ưu tiên. Di chuyển lẹ anh em ơi, di chuyển lẹ đám boss anh em ơi. Gì mà thủ đám nó năng thế này. Từ từ sẽ lên Hoàng ơi. Bị mất đám đầu rồi, cứ đam đi anh ơi.
em Tân Thủy Bang Hoàng Ba lên nhanh nào, cố gắng giành lại boss nào. Tí Tấn Năng ra kiểm tra luôn xem những ai ập nhá. Nha. Anh em di chuyển nhanh nào. Phần trăm mình đã vượt lên rồi, anh em cố gắng chốt cái đám cuối nhá. Hết về cái con 1 ý Sơn ạ, đông lắm, ở 1 đông lắm. 100% anh em để ưu tiên LBC nào. Ông thân thiện kìa anh Sơn ơi, ghi vào nha. Bây giờ vẫn còn dương hội, thương hội là thế nào ấy. Mẹ đi xuống lo lắm đi. Thân thiện nên là nghi lắm đấy nhá. Anh em tập trung vô đánh không làm được gì nữa, em ơi tập trung vô đánh nào. Di chuyển lẹ em ơi, chết rồi lên em. Anh em lên nào, nhanh. Anh em cố lên, 10 phút nữa phải đánh xong thằng Lý Hoàng. Em cố lên, còn tâm mà nữa kìa. Đang trong giờ hoạt động ấy, anh em cứ chỉ cần nhắc tên thôi, xong cái hoạt động anh em giải quyết. Xàm quá chú Nguyễn ơi. Quá. Anh em vào nghi trụng để ưu tiên NPC nha anh em ơi. Không đánh tụi nó, cứ ưu tiên NPC lấy đam thật nhiều anh em ơi. Cộng 1 còn 46%. Anh em chú ý chết lại lên nhá. Di chuyển nhanh vào. Cộng 3 còn 7%. Cố gắng kết thúc đám cuối anh em ơi. Tần Thủy Hoàng chết.
Tần Thủy Hoàng chết 100%, anh em di chuyển bạch khởi ba nhá. Cho anh em vào bài khởi ba nào. Bài khởi ba trên góc 11 giờ. Kết thúc đám cuối con một anh em ơi. Bánh thứ ba nào, còn một xíu thôi anh em ơi. Di chuyển lại anh em ơi, di chuyển lại anh em ơi, 4% nữa anh em ơi. Rồi, Tần Thị Hoàng kết thúc. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Hôm nay anh em chạy vẫn rất là ngon lành.